Xin kính chào quý vị. Sau đây mời quý vị theo dõi phần bình luận với tựa đề Khả năng trọng không về hưu. Bài viết do người buôn gió biên soạn quan chương trình bày. Kính thưa quý vị, khả năng lớn tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng không về giữ nhiệm kỳ như là dự đoán. Ông Trọng nại rằng tình hình đất nước đang có nhiều việc rối ren cho nên ông chưa thể về được trong lúc này. Nếu ông Trọng không về giữ nhiệm kỳ thì chắc chắn ông sẽ làm hết nhiệm kỳ. Việc ông Trọng không về nửa chừng đã khiến giấc mơ làm tổng bí thư của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bị trứng lại. Và trước tình hình kinh tế bị đát, thì ông Phúc đang muốn rời bỏ gánh nặng điều hành kinh tế để ngồi cái ghế tổng bí thư quyền lực hơn và an nhàn hơn. Không phải rác mặt với những vấn đề cấp bách diễn ra hàng ngày. GDP suy giảm vào mức thấp nhất trong nhiều năm qua, trong khi món nợ công và lãi phải trả ngày một tăng. Và những bất ổn trong xã hội cũng bùng nổ khó kiểm soát như là những vụ khiếu nại đông người ở Nghệ An, Hà Tĩnh và Hà Tây mới đây đã trở thành những khủng hoảng chính trị. Cuộc chiến ở thượng tầng chính trị Việt Nam vẫn chưa đi tới đâu và Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình với sự hậu thuẫn của người phú trọng Nguyễn Xuân Phúc, Trương Tấn Sang đang dừng bước trước ngưỡng cửa của kỷ luật hai ủy viên Bộ Chính trị đó là Đinh La Thăng và Nguyễn Văn Bình. Và dường như ông Trọng đã chơi một nước cờ khá cao ông đặt cho những kẻ muốn thế chân ông phải giúp ông kỷ luật đuổi ra khỏi bộ chính trị và ủy viên mà ông không ưa. Đổi lại, ông sẽ nhường ghế. Nước cờ này đã khiến cho những kẻ hấu ăn như là Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hòa Bình ráo riết thực thi và dẫn đến cả hơn một năm qua, Việt Nam chìm đắm trong những vụ thanh tra, kiểm tra vân vân và các doanh nghiệp và địa phương phải đành dành hết thời gian để tiếp đón thanh tra chính phủ kiểm tra trung ương. Phản ứng mạnh mẽ của Đinh La Thăng Nguyễn Văn Bình trong các buổi họp Bộ Chính trị đã khiến cho Trương Hòa Bình không thực hiện được mức kỷ luật như là mong muốn để tiễn đưa hai vị này ra khỏi Trung ương. Nhưng thua lỗ, thất thoát liên quan đến trồng chéo, đến chính sách đường lối đã tạo thành một bớ chằng trịch như là một tấm lưới bảo vệ Đinh La Thăng và Nguyễn Văn Bình. Kỷ luật họ tức là phải kỷ luật cả chính sách đường lối của đảng. Và đây là một điều nan giải mà Trương Hòa Bình không thể bóc tách ra để kết tội riêng cho hai ủy viên này. Hai vấn đề nhân sự nội bộ đảng là thay đổi tổng bí thư và kỷ luật hai ủy viên bộ chính trị kia chắc sẽ tạm gác lại cho đến hết năm 2017 này. Khả năng này xảy ra là cao bởi vì ông Trọng giữ được nguyên ghế, hai vị kia bị khiển trách nhẹ hoặc là tạm bỏ qua chờ thanh tra kiểm tra tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc chưa hẳn là trắng tay sau những nỗ lực bỏ ra để vận động mình làm tổng bí thư và trong quá trình vận động cho mình làm tổng bí thư thì nguyễn xuân phúc thu nạp được nhiều sân sau doanh nghiệp về tay của mình gia tăng sức mạnh và trước viễn cảnh khả năng phúc thành tổng bí thư thì nhiều doanh nghiệp đã vội vã tìm cách chạy về phía phúc để đón đầu tương lai đó là tiền còi ở thái bình minh hiêm lâm ở sài gòn và vũ nhôm ở đà nẵng tiền còi đang vươn lên để trở thành ông vua của các dự án cơ sở hạ tầng Việt Nam. Là chủ của ngân hàng An Bình và tập đoàn Galaxico, thì những dự án mà tiền đang mơ ước thực hiện ở Việt Nam giá trị hàng chục tỷ Mỹ Kim. Vừa qua, tiền còi bỏ ra một núi tiền để phúc làm quà mua phiếu ở các tỉnh miền Bắc. Minh Hiêm Lâm, Chủ tịch Hiêm Lâm và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, một ông trùm bất khả xâm phạm. Minh quan hệ rất tốt đến nỗi các ngân hàng khác đều bị thanh tra, kiểm tra. Còn ngân hàng của Minh cả khoảng thời gian đó không ai động tới. Hiện nay thì Minh cấu kết với Đặng Văn Thành để đứng ra mua Sacobank và Minh đã chính thức tham gia làm đệ tử của Phúc sau đợt vận động của Phúc mới đây. Trong khi đó, Vũ Nhôm, một đại gia bất động sản trẻ ở Đà Nẵng, trước kia khi mà Phúc còn ở Quảng Nam đã giới thiệu cho Vũ Nhôm nhiều công trình lớn và giờ thế Vũ Nhôm có vốn liếng và quan hệ được với Nguyễn Bá Thanh. Và dưới thời của Thanh thì Phúc ra trung ương quan hệ thầy trò với hai bên có vẻ nhạt. Và trong cuộc vận động làm tổng bí thư của Phúc, cũng như là các đàn anh Tiền Còi, Minh Hiệp Lâm, đại gia Vũ Nhôm cũng nhanh chân chạy đến thầy Phúc Quẹo để nối lại tình xưa. Và chính Nguyễn Xuân Phúc đã suối Vũ Nhôm tặng xe cho Xuân Anh, để rồi Phúc lại suối bọn Huỳnh Đức Thơ, tố cáo Xuân Anh nhận xe nhằm đánh bật Xuân Anh ra khỏi bí thư Đà Nẵng để cuộc cổ phúc về lãnh đạo. Việc này đã gây cho Đà Nẵng một cuộc thương tàn thảm khốc. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tựa đề khả năng trọng không về hưu. Bài viết do blogger Người Buôn Gió biên soạn qua chương trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào phần bình luận lần tới. Xin kính chào.